Chào các bạn nhé. Trên điện thoại iPhone có một cái tính năng khá là hay, có thể nhiều bạn chưa dùng tới hoặc là các bạn đã từng đến cái phần đó rồi nhưng các bạn chưa bật tính năng đó lên, đó là tính năng voice over, chế độ giọng nói dành cho điện thoại iPhone. Thì bạn nào có nhu cầu dùng tính năng này hoặc là các bạn muốn dùng tính năng này thì các bạn có thể tham khảo trong video này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cũng như là cái chức năng của cái tính năng voice over, chế độ giọng nói trên iPhone nhé. Ok, trước khi mình hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng này thì mình sẽ giới thiệu qua cũng như là giới thiệu cho các bạn biết tính năng voiceover là gì. Voiceover là một trình đọc màn hình dựa vào cử chỉ giúp bạn có thể sử dụng iPhone ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy màn hình. Với voiceover thì người dùng sẽ được nghe âm thanh mô tả từ mức pin người dùng gọi đến hoặc là những cái ứng dụng mà ngón tay của các bạn đang đặt lên. Đấy, thì voiceover phát âm thanh khi các bạn chuyển sang màn hình mới. Khi đây này, sau đó nó sẽ được chọn và đọc tên cái mục đầu tiên trên màn hình, thường là mục ở góc trên cùng bên tay trái. Voiceover cũng sẽ thông báo cho bạn biết khi màn hình chuyển sang xoay ngang hoặc xoay dọc, thời điểm màn hình bị mở hoặc là bị khóa. Đấy, thì đấy là những cái thông tin cơ bản để các bạn hiểu được cái tính năng voiceover. Đấy, thì cái tính năng này thì các bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào hoặc là dành cho những cái bạn mà khiếm thị đó, hoặc là người dùng bình thường các bạn cũng có thể dùng bình thường nhé nếu các bạn có nhu cầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách bật và sử dụng tính năng này nhé, hoặc là tắt đi. Để bật được cái tính năng này thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình chắc chắn là phần cài đặt rồi. Đấy, thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình, tìm đến cho mình cái mục là trợ năng. Đó, trợ năng ở đây. Rồi trong cái mục trợ năng thì cái mục voiceover nhé, nó ngay đầu tiên nhé, các bạn nhìn thấy này, ngay đầu tiên này voiceover thì các bạn chọn vào. Nói chung là đầu tiên thì các bạn là đang tắt rồi. Đó, nếu mà vuốt thao tác như bình thường này thì chắc chắn là các bạn đang tắt rồi. Và trong quá trình sử dụng thì các bạn sẽ chú ý cho mình xuống một chút cái phần chú thích ở đây. Thì tốc độ đọc thì các bạn muốn tốc độ đọc cao hoặc là các bạn đọc thấp thì các bạn có thể chọn đây nhé. Như ở đây thì mặc định thì sẽ là ở 50%. Rồi đọc văn bản thì các bạn chọn vào đây. Đấy, nó sẽ có cái phần cao độ này. Đấy, thay đổi cao độ này. Đấy, giọng nói phát âm này. Đấy, thì các bạn sẽ mặc định ở đây phát hiện ngôn ngữ thì nó sẽ là thay đổi theo ngôn ngữ của máy nhé. Đấy, tức là tiếng Việt. Đấy, rồi bây giờ các bạn muốn bật tính năng này lên thì các bạn chỉ việc chọn vào đây, bật nhé. Đấy, khi các bạn bật lên rồi ấy, thì cái tính năng này nó sẽ có tự động phát âm thanh nhé. Đó, ví dụ như các bạn chọn vào mục trợ năng chẳng hạn. Đấy, những cái ô vuông ở đâu thì cái âm thanh nó sẽ phát lên thông báo là đang ở mục đấy. Nhưng ở đây mình đã giảm âm thanh đi rồi thì bình thường các bạn sẽ có âm thanh nhé. Rồi, thì để sử dụng hoặc là để vào thao tác những cái mục ở trong điện thoại như bình thường ấy thì các bạn sẽ làm như sau. Nếu mà bình thường các bạn chạm một lần như thế này nhé, đấy thì các bạn muốn trở ra này thì nó sẽ không được nhé. Đấy, lùi lại một bước thì sẽ không được. Đấy, thì các bạn sẽ vào cho mình như sau, thao tác như sau. Để biết được các bạn đang ở mục nào ấy, thì các bạn phải thao tác chạm một lần thì màn hình cái âm thanh nó sẽ thông báo các bạn đang ở trạm ở mục trợ năng. Thì để trở ra một chút thì các bạn phải chọn vào 2 lần nhé. Đấy, nhấn 2 lần, 1, 2 này. Đấy, đây này, 1, 2. Đấy, các bạn phải nhấn 2 lần nhé. Rồi sau khi nhấn ra thì các bước thì khác cũng giống như vậy thôi, các bước khác cũng giống như vậy. Các bạn cũng chọn, ví dụ như các bạn ở mục thu phóng này, các bạn chọn vào thì âm thanh nó sẽ phát lên là đang ở mục thu phóng. Màn hình và cỡ chữ, đấy, chuyển động. Tức là các bạn chọn mục nào thì âm thanh sẽ phát lên là bạn ở mục đó, chứ các bạn chạm một lần thì các bạn không thể nhấn chọn tab được nhé. Đấy, rồi, ví dụ như mình muốn vào mục cảm ứng này, mình sẽ chọn là cảm ứng đấy. Trước thì loa nó sẽ thông báo lên là cảm ứng, các bạn chọn 2 lần. Đấy, sẽ đi vào trong mục cảm ứng. Đấy, tiếp tục này, 1, 2 này. Ok chưa? Các bạn muốn bật hoặc tắt nhé. Các bạn muốn bật thì các bạn chọn. Đấy, 2 lần. Tắt cũng bật 2 lần. Rồi, bây giờ các bạn muốn trở ra này, một cảm ứng này, các bạn nhấn 2 lần này. Đấy, tiếp tục này, thoát ra này. Đấy, ok chưa? Đấy, một cái đạt này. Các bạn muốn trở về màn hình chính thì các bạn lấy tay các bạn vuốt lên nửa màn hình nhé. Vuốt này, đấy, vuốt lên nửa màn hình, ngay lập tức sẽ trở về giao diện màn hình chính cho các bạn. Và tất cả những cái mục này, đấy, ví dụ như phần những cái phần tiện ích ở ngoài màn hình chính, các bạn cũng có thể vào giống như vậy nhé. Chọn 2 lần này. Đấy,
Rồi, các bạn thoát ra này. Rồi, đó. Đấy là cách sử dụng nhé. Rồi, và bây giờ, ví dụ như trường hợp các bạn đang ở màn hình khóa như thế này nhé. Đấy, màn hình khóa như thế này. Các bạn mở lên này, mà các bạn muốn mở khóa màn hình thì các bạn làm như nào? Đấy, thì nó có hai trường hợp. Đầu tiên là các bạn sẽ dùng Face ID mở nhé. Đấy, các bạn dùng Face ID mở rồi thì các bạn sẽ vuốt lên cũng nửa màn hình. Ok chưa? Dùng tay ở dưới vuốt lên nửa màn hình. Và trường hợp này, các bạn không có Face ID hoặc là các bạn không cài Face ID. Rồi thì các bạn sẽ mở khóa như nào? Thì các bạn cũng sẽ vuốt lên nửa màn hình. Sau đó thì máy sẽ không nhận diện được Face ID và sẽ yêu cầu là nhập cái mật khẩu của máy nhé. Khi mà các bạn mở khóa bằng cái phần mật mã ấy, thì các bạn sẽ chú ý cho mình, nó cũng giống như các cái thao tác ở trên phần trong phần menu thôi. Ví dụ như các bạn chọn số nào ấy thì các bạn cũng phải tap vào một cái, nhấn vào một cái nhé. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn hai này, ví dụ như mình chọn số 0 nhé. Đấy, mình sẽ chọn số 0 này, máy sẽ đọc lên là số 0. Thì các bạn phải chọn nhấn vào hai lần, 1 2 này. Đấy. Đây này, 1 2 này. Đấy, thì các bạn nhìn đây, ở trên cái phần nhập mật mã nó đã hiển thị số 0 rồi. Và tất cả những cái số khác các bạn cũng thực hiện tương tự. Đây, đó, bây giờ mình thử cho các bạn nhé. Đấy, mình cũng phải nhập hai lần. Đấy, thì màn hình sẽ được mở nhé. Rồi, thì đấy là bật và cách sử dụng. Thì bây giờ các bạn tắt như thế nào thì các bạn cũng vào lại thôi. Các bạn chọn cài đặt này, nhấn hai lần này. Đấy, và các bạn chọn trợ năng này. Đấy, nhấn hai lần tiếp này. Rồi, voice over các bạn chọn lên, khi nào có hình ô vuông đen các bạn chọn tiếp hai lần này. Đấy, bây giờ các bạn chọn nhấn hai lần để tắt thôi. Đấy, như vậy là các cái thao tác nó đã trở lại như bình thường. Đó là tất cả các bước hoặc là tất cả những cách để các bạn có thể sử dụng tính năng voice over một cách hiệu quả nhất, cũng như là mình hướng dẫn cho các bạn bật và tắt tính năng này nếu các bạn có nhu cầu sử dụng tính năng này khi các bạn cần nhé. Và nếu các bạn thấy những hướng dẫn của mình hay, hữu ích và dễ hiểu thì các bạn nhớ like video và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.